Hôm qua thì anh Biêu Mập đã chính thức lên tiếng xin lỗi Chí Cảnh trực tiếp trên livestream, cũng như là anh Biêu Mập cũng đã có nhắn tin xin lỗi Chí Cảnh rồi. Thì nói chung á, đối với bản thân của Chí Cảnh á, thì mình sẽ không có để bụng nha. Chí Cảnh rất là dễ tha thứ, nếu như mà cái người đó biết nhận ra cái lỗi của mình thì Chí Cảnh sẽ bỏ qua và Chí Cảnh cũng không có để bụng gì cả. Qua đây thì Chí Cảnh cũng muốn nói với cô chú anh chị, thì không biết là mình đã làm cái gì mà cô chú anh chị ghét đến cái mức độ mà chỉ cần nghe một vài thông tin như vậy thì cô chú anh chị đã tràn vào kênh của Chí Cảnh rồi để lại những cái từ rất là nặng nề đối với bản thân Chí Cảnh. Và cũng có một số khán giả, một số fan lại hủy kênh ngay lập tức sau khi nghe cái lời của anh Biêu Mập nói, mặc dù cô chú anh chị cũng chưa có tìm hiểu trước sau gì cả. Tự dưng cái Chí Cảnh thấy rất là nhiều người tràn vào kênh của mình hỏi nói Chí Cảnh ích kỷ rồi thế này thế kia, rồi hủy kênh hàng loạt, và đồng thời để lại những cái từ mà làm cho Chí Cảnh cảm thấy vô cùng tổn thương luôn. Qua đây thì mọi người có hiểu cái vấn đề không? Nói chung là tại vì cô chú anh chị á, nhiều người cứ cái kiểu mà nghe phanh phanh một cái bắt đầu là mọi người cứ làm lên như vậy, thì hỏi tại sao mà Chí Cảnh không có lên tiếng, để khi mà Chí Cảnh lên tiếng thì mọi người nói là tại sao Chí Cảnh lại nhảy dựng lên, Chí Cảnh nên im lặng đi đồ này nọ đồ đi, Chí Cảnh lên tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng tới người này người kia. Nhưng mà mọi người không thấy là hiện tại nó đang ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới Chí Cảnh đúng không, thì Chí Cảnh mới lên tiếng. Tại sao mọi người lại rất là dễ dàng để đưa ra những cái lời trách móc Chí Cảnh rồi nói những cái lời rất là nặng đối với Chí Cảnh ngay lập tức khi mà có người ta nói một cái là mọi người nhảy vô làm liền như vậy, mà đến khi Chí Cảnh lên tiếng thì mọi người nói là Chí Cảnh lên tiếng như vậy thì làm cho anh đó ảnh quay xe, làm cho người này quay xe quay kia. Mọi người chỉ biết cái phần của mọi người thôi, mọi người chưa có biết những gì mà Chí Cảnh đang chịu đựng nè. Khi mà tự dưng đùng một cái mình lại mang tiếng mình bị ích kỷ thế này thế kia, cho nên Chí Cảnh thấy cái vấn đề đó nó rất là nghiêm trọng. Mọi người đã chưa có hiểu cái vấn đề gì hết thì mọi người lại nhảy dựng lên, rồi để rồi á nhiều người nói Chí Cảnh là thế này thế kia, tại sao lại lên tiếng, sao không thế này thế kia. Nhưng mà mọi người chưa gì hết thì mọi người cũng đã tin theo cái lời của anh Biêu Mập, mọi người tràn vô mọi người nói thế này thế kia như vậy. Thì tại sao bản thân của cô chú anh chị lại không có thể tự kiềm chế lại rồi để coi thử sự việc như thế nào, chưa gì hết lại nhảy dựng lên như vậy, trong khi đó chưa biết đầu đuôi câu chuyện như sao ra sao nữa. Thì không biết là tôi đã làm gì mà làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, mọi người cảm thấy rất là ghét tôi hay sao mà tự dưng cái đùng một cái thì mọi người lại tràn vô nói những cái lời mà Chí Cảnh cảm thấy rất là buồn luôn mọi người. Rồi từ cái lúc đó đó, từ cái lúc mà anh Bill ảnh lên cái livestream đó thì làm cho Chí Cảnh bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng luôn, và mọi người đã hủy kênh Chí Cảnh rất là nhiều, rồi làm cho kênh của Chí Cảnh nói chung là cũng đã bị giảm tương tác, mất đề xuất luôn. Rồi như vậy thì mọi người kêu Chí Cảnh phải chịu im lặng hả, chịu cái sự oan ức hay sao mà tôi lên tiếng tôi chỉ giải thích là như vậy, thì mọi người lại 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 nói Chí Cảnh là thế này thế kia. Trời ơi mọi người ơi, khi mà Chí Cảnh chịu oan chịu ức thì Chí Cảnh phải lên tiếng để cho mọi người hiểu hơn cho Chí Cảnh chứ. Tại sao khi mà anh Bill ảnh lên ảnh nói như vậy thì ảnh không có suy nghĩ về cái việc nếu như ảnh nói ra những cái lời đó thì làm cho Chí Cảnh bị tổn thương mà, làm cho Chí Cảnh bị ảnh hưởng mà. Chứ chứ sao mà mọi người kỳ vậy, mọi người thấy ảnh bị kiểu cho bị cho leo cây rồi mọi người chỉ nghe ảnh nói là không có cho số điện, Chí Cảnh không cho số điện thoại, cái tự dưng cái mọi người nhảy dựng lên như vậy. Thì trong cái drama này thì mọi người cứ chắc là hả cho Chí Cảnh hả thế này thế kia, cho nên người này mới quay xe người kia mới quay xe. Trời ơi, một người muốn quay xe thì họ sẽ tìm mọi lý do để quay xe, còn một người trung thành thì sẽ tìm mọi lý do để ở lại, đừng bao giờ đổ lỗi cho Chí Cảnh là tại vì Chí Cảnh mới quay xe, không có cái chuyện đó. Người nào họ thích quay xe thì họ sẽ tự quay xe, họ tìm mọi lý do, họ sẽ coi như lấy cái cớ đó để họ quay xe. Còn một người trung thành thì họ không bao giờ mà lấy cái lý do mà tại vì do cái người đó như vậy cho nên tôi phải quay xe, làm sao có cái chuyện đó đúng không mọi người. Cho nên nó làm cái vụ của anh Biêu Mập đó thì Chí Cảnh cũng đã nói với anh đó là từ đây về sau khi mà muốn nói về thì một người nào đó hay là nói một cái vấn đề gì đó thì nên cẩn trọng cái phát ngôn đó, và nói ra như vậy thì nhiều khi có ảnh hưởng tới người ta hay không, và thật sự nó có đúng là như vậy hay không nữa đúng không. Chứ nhiều khi ảnh lên rồi ảnh nói như vậy thì đã ảnh hưởng tới Chí Cảnh rất là nhiều. Như ngày hôm qua mọi người thấy rồi đó, chị Ngọc đã lên tiếng rồi đó, chị Ngọc đã viết một cái bài rất là dài, chị Ngọc nói là không có cho YouTube đi theo,
không có cho kênh YouTube nào đi theo để tránh gây là người ta nói này nói kia, đúng không? Người ta nói là đi như vậy mà cho YouTube theo quay theo này, cho nên cơ quan chức năng họ rất là khó chịu. Chị Ngọc đã lên tiếng nói là không có cho YouTube nào theo, đúng không mọi người? Ngay cả bản thân Chí Cảnh và Võ Diệp Bân cũng không có ai đi theo cả, không có một cái kênh nào đi theo hết trơn á, còn chỉ có Hạo Nhân Vlog đi theo, là không có phải đi cho cái vụ của Thám Tử mà đi cái vụ mà ở Đồng Tháp hình như là về quê anh Chánh hay gì đó, thì cái đó là nó không có liên quan. Nhưng mà có thể là anh Biêu Mập ảnh không có hiểu cái vụ đó, ảnh tưởng đâu là YouTube đồ được theo mà ảnh lại không có có được biết. Rồi ảnh đã hứa với fan là ảnh đi xuống dưới, rồi ảnh gặp chị Ni, chị Hồng Loan gì đó mà cuối cùng ảnh không được gặp, thì cho nên có thể thì ảnh buồn, ảnh hụt hẫng. Thì trong cái lúc đó thì ảnh lên ảnh đã vô tình ảnh trách móc nó không có đúng, rồi ảnh cũng đã nói những cái điều mà làm cho Chí Cảnh bị người ta hiểu lầm đó. Thì nói chung á là anh Biêu Mập đã xin lỗi Chí Cảnh rồi, thì Chí Cảnh cũng đã bỏ qua rồi, cho nên bây giờ Chí Cảnh lên nói cho mọi người hiểu cái vấn đề đó, để mà tới ngày hôm nay mọi người còn cứ đi vô comment là Biêu Mập đã lên xin lỗi rồi, Biêu Mập đã lên xin lỗi rồi, tại sao Chí Cảnh vẫn còn lên tiếng. Cái clip đó Chí Cảnh ra trước khi anh Biêu Mập xin lỗi Chí Cảnh nha mọi người, trước khi comment mọi người phải nhìn chứ, tại sao nhiều người comment mà kiểu mà không có gắn cái não vô hay sao á. Cái clip Chí Cảnh lên đáp trả là cái clip trước cái thời điểm anh Biêu Mập lên tiếng xin lỗi Chí Cảnh, mà sao nhiều người bây giờ vẫn còn Biêu Mập đã lên xin lỗi rồi sao Chí Cảnh vẫn còn, là cái clip đó tôi đã đăng trước rồi, mọi người hiểu vấn đề chưa? Cho nên đây là lần cuối cùng Chí Cảnh nói về cái vấn đề với anh Biêu Mập á. Thì tất cả những YouTube không ai được phép đi theo trong cái quá trình làm việc hay là điều tra hay là thế này thế kia, là không có được phép đi theo, tại vì như vậy nó rất là lộn xộn. Rồi thêm nữa chị Ngọc là một luật sư rất là kín đáo, không có muốn là đi làm việc rồi YouTube theo quay, rồi hồ sơ vụ án, rồi cái trình tự đó là bị quay, là chị Ngọc không có muốn như vậy. Chị Ngọc là một luật sư rất là chuyên nghiệp, làm việc là trong cái sự âm thầm, nói ít mà làm nhiều, cho nên chị Ngọc không có cho YouTube đi theo. Mọi người hãy hiểu cái vấn đề đó nha, không có ai được đi theo cả. Còn cái chuyện anh Biêu Mập mà có hẹn với chị Ni, giống như kiểu hẹn ngày 28 gì đó, thì chị Ni có nói ngày đó có đi thì anh Biêu Mập nói ngày đó em cũng có xuống dưới đó, thì chị Ni mới trong cái livestream thì chị Ni mới nói nếu vậy thì gặp nhau uống cà phê. Có nghĩa là anh Biêu ảnh xuống dưới, rồi chị Ni thấy là ảnh có xuống thì chị Ni cũng có đi, thì chị Ni nói nếu như mà có duyên thì chị em uống cà phê, chứ không phải là một cái cuộc hẹn gì mà nghiêm trọng cả nha. Cho nên là cô chú anh chị, nói chung là qua cái vụ này thì cô chú anh chị cũng phải bình tĩnh hơn một chút xíu. Hỏi một cái là chính cô chú anh chị là cái người nhảy lên để rồi sau đó đổ lỗi cho Chí Cảnh hay là cho người này người kia, là tại sao lại như vậy? Chưa gì hết, chưa biết tìm hiểu, chưa biết đầu đuôi câu chuyện gì hết, tự dưng nhảy dựng vô Chí Cảnh ích kỷ, Chí Cảnh thế này thế kia, sao mà không cho anh Biêu Mập số điện thoại. Tiếp theo thì cái vụ mà anh Biêu Mập ảnh nói là ảnh xuống dưới để mà ảnh diễn tuồng gì đó, nói chung là ảnh diễn tuồng gì với chị Ni đó, thì Chí Cảnh cũng xin đính chính thông tin này. Thì thật sự mà nói đó, đây là một cuộc chiến pháp lý, và cái đợt mà đi xuống dưới ngày hôm qua đi á, đi cái bữa mà đi xuống là đi pháp lý, cho nên nó không có tự diễn gì với ai hết trơn nha mọi người. Tại vì mình cứ đúng mình làm, pháp luật đúng là làm, và chị Ni cũng không phải là một cái người mà gây nên chiêu trò hay là diễn gì cả. Nói chung thì có thể thì anh Bill ảnh diễn gì đó để anh tìm ve tìm gận gì đó, thì không biết là cuối cùng ảnh đã tìm được ai chưa, thì Chí Cảnh cũng không có gành lắm, tại vì không biết là mục đích của ảnh diễn như vậy để làm cái gì thì mình cũng không biết, và không biết là sau khi ảnh diễn xong thì ảnh đã đạt được cái gì chưa thì mình cũng không có gành luôn. Thì nói chung cái đó là của ảnh, Chí Cảnh chỉ muốn nói cho mọi người hiểu về chị Ni. Thì thật sự mà nói thì chị Ni cũng không phải là một cái người chiêu trò, cũng không phải là một cái người thích diễn tuồng diễn ơn gì với ai cả. Chị Ni làm giống như kiểu cứ đường đường chính chính mà làm, nhất là những cái mà liên quan tới pháp lý, những cái mà liên quan tới cơ quan chức năng đồ này nọ, thì không có diễn, không có chiêu trò gì với ai hết trơn nha mọi người nha. Đó, còn cái có thể thì anh Bill đó ảnh muốn chọc tức cái thằng thám tử, hay là ảnh có một cái game show gì với nó, hay là ảnh có một cái vấn đề gì với nó, thì cái đó là chuyện của ảnh, và Chí Cảnh nghĩ rằng nó cũng không có liên quan gì tới cái chuyện của chị Ni cả nha mọi người. Cho nên Chí Cảnh muốn lên cái clip này để nói rõ một cái vấn đề là mọi người cũng khi mà nghe một cái gì đó thì mọi người phải thật sự bình tĩnh để coi thử nó như thế nào, có đúng là như vậy hay không. Rồi Chí Cảnh cũng không biết là mình đã làm cái gì mà để cho mọi người ghét đến cái mức độ mà chỉ cần nghe một hai lời nói như vậy thì tràn vào kênh của Chí Cảnh, rồi quỷ kênh, tẩy chay, rồi nói Chí Cảnh ích kỷ đâu này nọ. Tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đó, những cái mà thông tin cá nhân là những cái số điện thoại đồ của chị Ni, của Hồng Lo, là những cái vô cùng bảo mật, không thể tùy tiện cho người khác được, chứ không phải là Chí Cảnh ích kỷ.
không phải là người ta xin cái mình cho, người ta xin cái mình cho, tại vì số điện thoại cá nhân đó là cái số riêng tư, chỉ có những người mà kiểu mà thân cận đồ đó thì mới được được thôi. Còn trừ khi nào mà chị Ni và Hồng Loan đồng ý cho thì chị Cảnh mới cho, đó là cái nguyên tắc của mọi người, cho nên không phải là cái số điện thoại muốn cho là cho được đó. Thì nói chung là sau khi mà chị Cảnh nói chuyện với anh Biêu Mập thì anh Biêu Mập cũng đã xin lỗi chị Cảnh rồi, thì anh cũng nói là anh cũng rút kinh nghiệm và không có lần sau nữa. Và những cái lời mà kiểu mà chắc chắc của anh nói là anh lên tiếng bảo vệ gì đó hay là thế này thế kia gì đó, thì nói chung là chắc là có thể là trong cái lúc đó thì anh cũng hơi bị hụt hẫng đó, tại vì kiểu mà anh cũng đã hứa với fan là anh sẽ đi xuống gì đó thì cuối cùng không có gặp, thì có thể anh cũng buồn. Và Chí Cảnh cũng hy vọng rằng có một ngày gần nhất thì Chí Cảnh cũng sẽ gặp anh Viu Mập ở tại một cái sự kiện nào đó của chỗ chị Hồng Loan á. Nói chung là sắp tới thì Hồng Loan có một cái sự kiện hay có tổ chức một cái chương trình gì đó ở nhà Hồng Loan, thì Chí Cảnh hy vọng rằng sẽ gặp anh Biêu Mập ở đó, và cái ngày đó thì hy vọng rằng anh Biêu Mập sẽ tới để mà gặp gỡ anh em, gặp gỡ mọi người, gặp gỡ chị Ni, gặp gỡ Võ Diệp Vân, gặp gỡ những anh chị khác. Thì nói chung là cũng 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 rất là mong muốn là anh Biêu Mập có một cái cơ hội để được gặp mọi người, để có một cái tấm hình chung kỷ niệm. Dù sao thì ảnh cũng lên tiếng rất là miệt mài trong suốt khoảng thời gian qua, thì nói chung ai cũng trân trọng cái tiếng nói của ảnh hết nha mọi người nha. Chí Cảnh thì sau khi cái clip này xong thì Chí Cảnh cũng rất là bình thường và cũng không có để bụng gì cả. Thật ra thì sau khi mà anh Biêu Mập lên tiếng xin lỗi Chí Cảnh và cũng có nhắn tin là Chí Cảnh đã bỏ qua rồi, nói chung là cái vấn đề này thì có thể là anh cũng lỡ miệng thôi. Nói chung anh cũng lỡ miệng, anh nói là Chí Cảnh không cho số thì làm cho một số khán giả cứ hiểu lầm, cứ nhảy dựng lên như vậy thì làm cho Chí Cảnh bị mang tiếng mang tai rồi như vậy đó. Thì nói chung là sau đó thì anh em cũng đã vui vẻ rồi, và cuối cái clip này thì Chí Cảnh cũng hy vọng rằng anh Biểu Mập cũng đừng có nên buồn, tại vì mình không có gặp lần này thì mình sẽ có dịp khác ha. Mình không gặp đợt này thì mình gặp đợt khác, tại vì đợt này là một cái câu chuyện pháp lý đi là vô cơ quan chức năng đồ này nọ, cho nên mình cũng không thể nào mà mình đi theo YouTube đồ theo đông được ha anh Biểu Mập ha. Đó rồi, cuối cùng thì xin chúc cho anh Biểu Mập có thêm thật nhiều sức khỏe, và kênh của anh cũng được nhiều người yêu mến và view cũng được cao hơn, rồi anh nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người. Đó là về phần phía của anh Biểu Mập, và hy vọng rằng sẽ có một cái cơ hội nào đó để mà gặp anh tại những cái buổi tiệc hoặc là những cái sự kiện gì đó mà chị Hồng Loan có tổ chức, thì hy vọng rằng lúc đó thì anh Biểu Mập hãy tranh thủ thời gian để đi đến gặp gỡ mọi người, rồi mình có thể chụp hình với nhau hay là mình có thể nói chuyện với nhau để mà anh em gặp nhau nha.